Xin kính chào các bạn quý vị. Như vậy thì hôm trước mình đã từng review một chiếc camera hành trình. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm có thể dễ dàng mua tại Việt Nam. Và lưu ý cho mình thì sản phẩm này được phân phối chính thức tại website là sgcamvietnam.com. Vì bên ngoài rất nhiều nơi bán nhưng cũng không biết là hàng xịn hay hàng đều hay như thế nào. Còn đây là sản phẩm được phân phối chính hãng, certificate. Vì các bạn nhớ lưu ý muốn mua thì có thể qua đây mua. Về cái sản phẩm SJCAM mình đang có ở đây là cái mẫu M20, là một trong những mẫu cao cấp nhất thời điểm hiện tại. Nó có một cái thiết kế điểm đầu tiên là cực kỳ là lạ mắt. Thay vì làm theo hình ngang hay là hình hộp thì nó lại làm theo dạng hình đứng. Do vậy các bạn sẽ thấy là thao tác khi cầm trong tay giơ lên chụp ấy thì nó tiện hơn so với những con khác. Màn hình được làm kích thước là 1,5 inch. Có không gian thì mình nghĩ là đủ dùng. Hiện tại thì mình thấy nó khá rõ, dễ dàng quan sát. Bên dưới ngay màn hình sẽ có loa ngoài để người ta có thể nghe lại những cái đoạn video đã quay. Phía bên tay phải sẽ có phím kết nối wifi hoặc là phím mũi tên để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn các chế độ quay phim và chụp ảnh trong menu. Ở trong menu này mình nhận thấy nó có rất nhiều tính năng hay, ví dụ như là có quay slow motion nhá, xem lại hình ảnh, xem lại video, và đặc biệt là có chế độ quay phim ở dưới nước này, hay là chúng ta có cả flycam hoặc là nhận diện chuyển động, chế độ dành cho ô tô vân vân. Ngoài những phím bấm đấy ra thì phía bên cạnh trái của nó vẫn có cổng HDMI mini, cổng micro USB, và cái thiết bị này thì sạc sẽ 3 tiếng là đầy và có một thẻ nhớ hỗ trợ tối đa là 32GB. Pin của nó có thể dễ dàng thay thế và pin thì cũng nhu cầu đủ dùng cho các bạn. Theo mình thấy là nếu sử dụng bật wifi liên tục thì sẽ được 75 phút nếu chúng ta có hỗ trợ thêm cả quay phim các thứ nữa. Về cái chiếc máy mà mình đang cầm trên tay thì hiện tại nó đang sử dụng cảm biến đến từ Sony. Đây có thể nói là một trong những cái cảm biến được rất nhiều nhà sản xuất sử dụng. Với độ phân giải 16 megapixel IMX206. Thiết bị này khi mà các bạn đeo cái bộ phụ kiện nó đi kèm có thể chống thấm nước ở độ sâu lên đến tận 30 m. Thì ở độ sâu này thì có lẽ đi bể bơi không có gì có thể thoát qua được tầm mắt của cái chiếc camera này. Về SJCAM M20 có khả năng phơi sáng tối đa lên tới tận 60 giây. Kết hợp với màn hình và khả năng tùy chỉnh trong các ứng dụng cài đặt ở điện thoại như iPhone thì đây chính xác là một chiếc máy ảnh mini. Trong phần cài đặt của camera có thể can thiệp sâu ngoài những tùy chỉnh cơ bản như là độ phân giải này, các bằng trắng. SJCAM có hỗ trợ như chỉnh ISO, chất lượng hình, độ nét, bù trừ EV hay chế độ lưu ảnh RAW. Thì đây là một cái điểm khá đặc biệt. Thì khi mà lưu RAW các bạn sẽ đưa lên máy chỉnh sửa được nhiều hình ảnh và thông tin hơn. Cái này thì mình chưa từng sử dụng cái camera hành trình nào trước đây có, còn có lẽ không biết là các hãng khác có làm hay không. Phụ kiện của nó kết nối khá nhiều, đặc biệt là gậy tự sướng và remote giúp điều khiển từ xa. Nó giống như là một cái dạng đồng hồ các bạn đeo tay, có thể điều chỉnh khi mà chúng ta muốn gắn vào gậy tự sướng để chụp hay là gắn lên xe, ô tô vân vân. Về chất lượng hình ảnh thì khả năng chống rung trên camera là khá tốt. Nó còn được tích hợp thêm một cái trục gyro để người ta khi mà có đi chơi những cái tựa game mạo hiểm gắn vào vẫn có thể sử dụng được, chống rung ngon. Điều này quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng quay video hình ảnh nhiều nhất của một cái camera hành trình. Cũng khả năng quay phim đến 4K và Full HD ở 60 fps. Ngoài ra thì có thể đạt đến tới tận 120 fps với độ phân giải 720p. Trong điều kiện đủ sáng, các màu sắc thể hiện khá tốt và quan sát trực tiếp lên màn hình live view mà không cần kết nối điện thoại. Giải nhạy sáng của máy cao, khả năng bù trừ sáng khá tốt nên nhiều trường hợp kể cả quay ngược sáng thì chủ thể vẫn ghi lại được nhiều thông tin hơn. Cộng với việc giải nhạy sáng cao và bù trừ EV có thể can thiệp nên rất tối ưu cho việc quay phim, không bị cái hiện tượng như là quay ngược sáng mà sẽ đen thui. Mặc dù sử dụng cảm biến ảnh của Sony hỗ trợ 4K nhưng chi tiết lại chưa thực sự ngon. Với SJCAM tốt nhất chỉ nên quay ở 2K hoặc Full HD cũng như là HD để khung hình mượt và dễ dàng xử lý hậu kỳ. Thiếu sáng vừa phải thì hoàn toàn chấp nhận được, màu sắc hơi sai lệch một chút và nói khá rõ. Camera hành động thì tốt nhất nên sử dụng vào ban ngày. Chưa bao giờ mình đánh giá cao một chiếc action cam mà mạnh về trong điều kiện thiếu sáng hết. Ảnh chụp thể hiện màu sắc tốt, trung thực, tốc độ lưu ảnh rất nhanh, đặc biệt chụp ảnh nhóm thì rất tiện, không cần phải tripod. Độ chi tiết ảnh cao với độ phân giải lên tới 16 chấm, cộng với màn hình thì việc bố cục ảnh dễ dàng hơn, hoặc đơn giản hơn là giơ lên chụp rồi về nhà crop lại cũng được. Tuy nhiên ảnh và video trên SJCAM Net đều từ trung tâm cho đến ra viền ảnh và thu được nhiều chi tiết. Về các bạn ở trên chiếc máy này thì với tầm tiền mà nó đưa ra thì có nhiều tính năng ưu việt, cũng như là đặc biệt là mua hàng chính hãng thì mình cho rằng khá hợp lý, dễ dàng các bạn có thể mua tiện lợi. Và với những gì mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên video thì chiếc máy này được xem là một phiên bản với mức giá chỉ bằng 1/2 so với GoPro, nhưng bù lại đem lại chất lượng không hề kém cạnh. SJCAM đã khẳng định vị thế ở cái thương hiệu là sản phẩm camera thể thao với mức giá hợp lý nhưng chất lượng tuyệt vời. Thì mình cho rằng là nếu các bạn có thể chấp nhận bỏ ra một số tiền như thế này, mua hàng chính hãng bảo hành đến tận 36 tháng cơ, chứ không phải bảo hành có 12 tháng như điện thoại đâu, và đi kèm như là thẻ nhớ này, gậy tự sướng, ống nhòm vân vân, thì các bạn có thể mua sản phẩm SJCAM ngay tại cửa hàng phân phối chính thức này. Các bạn có thể đừng quên like, share, bè và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.